chúng ta sẽ thực hiện tiếp bằng cái cách là chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta đã chạy được cái công đoạn đầu tiên của cái giá thành. Để chúng ta sẽ ấn F10 để áp giá. ở đây áp giá có nghĩa là cái giá tính ra ở đây ấy, thì chương trình sẽ tự động update vào trong cái phiếu nhập của các bạn cái phiếu nhập kho thành phẩm của các bạn là khi các bạn nhập kho thành phẩm của các bạn chỉ cần nhập số lượng còn cái việc tính giá thành là do phần mềm mà tính như vậy các bạn có thể ấn F10 để áp giá vào thì đầu tiên là chương trình sẽ áp giá dĩ nhiên là các chương trình sẽ áp giá tất cả các cái công đoạn tuy nhiên là ở đây giá của các cái công đoạn khác nó chưa được hoàn chỉnh sau khi chúng ta ấn áp giá các cái công đoạn rồi ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là tính lại cái giá trị tính lại cái cái cái, cái giá bình quân tức là ở đây các bạn lưu ý là Chúng tôi tính giá bình quân ở đây là cái lần này tính là để tính cho cái các cái phiếu xuất từ cái công đoạn 001 chuyển sang công à, đoạn 011 chuyển sang công đoạn 012. Tức là cái việc tính giá trung bình ở đây nó sẽ tính các cái thành phẩm các cái bán thành phẩm mà chúng ta xuất từ công đoạn đầu tiên sang để thực hiện sản xuất tiếp cái công đoạn thứ hai. <laughs> Sau khi chúng ta tính giá bình quân rồi ấy, thì chúng ta sẽ vào cái bảng cân đối phát sinh chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái 621 là cái phần 154 từ cái công đoạn trước nó chuyển sang là nó sẽ hiện ra ở, ở trong cái phần này và các bạn sẽ thực hiện tiếp cái việc là phân bổ các cái các cái sản phẩm các cái các cái công đoạn tiếp theo ở đây chúng ta có thể thấy là <laughs> sau khi chúng ta thực hiện cái việc tính giá bình quân thì các bạn sẽ thấy là ở đây chính là cái phần giá trị của cái phần công đoạn trước có chuyển sang ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc này là bằng cách là chúng ta à, sử dụng đúng cái hệ số này để chúng ta phân bổ vào cái các sản phẩm cho những cái chi phí mà chúng ta chưa 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 cụ thể được cho cái cái sản phẩm nào ở đây chúng ta nhìn thấy là ở trong cái bút toán phân bổ tự động này chúng tôi đã thực hiện là khai báo toàn bộ cái <laughs> cái bút toán của các bạn Các bạn có thể thấy là ở đây đã có sẵn là cái hệ số Cái hệ số này các bạn có thể Cái hệ, hệ số này các bạn có thể xóa đi à, Xong các bạn update lại Thì các bạn lưu ý là chúng ta à... Chúng ta xóa các cái hệ số này chúng ta thực hiện xóa nốt các cái hệ số ở các cái công đoạn tiếp theo Để sau này chúng ta sẽ chạy tự động từ cái công đoạn tiếp theo xóa hết Ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc lấy cái hệ số phân bổ tự động. Ở đây chúng ta ấn đẹp 6. Sau khi đã chọn ba cái bút toán. Ở đây các bạn thấy là trong này cũng có một cái lỗi nho nhỏ. Các bạn thấy là ở cái phần cuối cùng này nó tổng cái giá trị cái hệ số này ra. Chúng ta sẽ quay lại bảng giá thành. Ở đây chúng ta copy cái dòng cuối cùng là cái hệ số của cái sản phẩm cuối cùng. Chúng ta quay lại ở đây ở đây chúng ta sẽ kích vào cái cái hệ số này chúng ta sửa lại cái hệ số của cái dòng cuối cùng bằng cách là dán nó vào đây dùng Ctrl V để dán chúng ta bôi đen ở cái bảng giá thành và cái uh, uh, sử dụng Ctrl C để copy như vậy sau khi chúng ta phân bổ chúng ta xác định xong hệ số chúng ta ấn F4 chọn ba bút toán để chúng ta ấn F4 rồi chúng ta thực hiện cái chuyện phân bổ Thế thì ở đây sau khi chúng ta phân bổ xong thì các bạn sẽ thấy là ở đây có thêm một cái phần nữa là cái phần cái phần giá thành ở cái công đoạn 2 đã được phân bổ tiếp vào cái cái sản phẩm này. Các bạn nhìn thấy là ở cái công đoạn đầu tiên ví dụ cái sản phẩm này nó chỉ là mới 232.000 nhưng mà 232 đồng nhưng cái giá thành ở công đoạn này nó đã thực hiện là cái việc là đã tính lên. Ở đây là chúng ta ấn tiếp F10 để áp giá vào cái công đoạn thứ hai. Các bạn lưu ý là mỗi một công đoạn tính ra chúng ta phải áp giá và sau đấy chúng ta lại phải tính giá bình quân. Để xác định cái phần giá trị xuất sang cái công đoạn sau ở cái 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 phần giá thành tiếp theo. Sau đấy các bạn lại thực hiện tiếp cái việc là Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái cái hệ số của cái công đoạn này nó đã thực hiện rồi. Thế thì chúng ta sẽ lấy đúng cái hệ số đấy để để thực hiện cái phân bổ đấy chúng ta kích vào các cái cái, công đoạn 013 mà lúc nãy chúng ta đã xóa hết rồi thì bây giờ chúng ta ấn F6 chúng ta sẽ thấy là ở đây nó cũng ở công đoạn này nó cũng có một tí lỗi này các bạn có thể thực hiện cái việc là copy lại cái hệ số cuối cùng rất đơn giản ở đây cái công đoạn này các bạn, đây, các bạn lưu ý là chỉ có ở trong cái công đoạn ở giữa thôi chứ cỡ các đoạn đầu tiên và công đoạn cuối cùng thì không chương trình nó không tính cái chỗ này rất là chính xác. ở đây các bạn đã sửa xong, các bạn chọn các bút toán, đây cho các bạn thực hiện phân bổ. Các bạn nhìn thấy là giá thành ở công đoạn này đã được tiếp tục phân bổ vào cái cột giá trị nhân công, chi phí chung và chi phí <laughs> nguyên vật liệu. Chúng ta lưu ý là ở trong cái công đoạn 2 này như các bạn làm đấy là các bạn không có cái giá trị phân bổ cái chi phí chung ở cái công đoạn này. Các bạn có thể nhìn thấy là nó bị trống ở cái cột đấy. Các bạn nên để nhìn thấy là bây giờ chỉ còn mỗi một cái phần là ở đây là phần vào cái công đoạn cuối cùng là gần như là cái phần à, đây cái cái chỗ này là rất nhiều là còn 110 11 triệu ở đây chúng ta sẽ tiếp tục phân bổ các cái bút toán tiếp theo bằng cách là chúng ta ở đây chúng ta sẽ ấn F10 để áp giá sau khi tính áp giá xong thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là tính giá bình quân sau khi chương trình tính sang giá bình quân thì các bạn lưu ý là chúng ta chúng ta đã có cái phần giá thành của cái phần uh, cuối cùng là cái phần bán thành phẩm chuyển lên công đoạn tiếp theo ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái phần phân bổ cuối cùng ở đây chúng ta kích vào các cái cái dòng này chúng ta ấn F6 để thực hiện chúng ta chọn từ tháng 10 đến tháng 10 thì chúng ta thấy là ở trong cái công đoạn cuối cùng này thì chương trình nó lấy số liệu là chính xác với cái hệ số phát sinh Rồi ở đây chúng ta ấn F4 để thực hiện bộ toán phân bổ tự động như sau này có cái bút toán chúng ta chưa lấy cái hệ số ở đây chúng ta cái F6 lại để lấy hệ số lại Rồi các bạn thấy là nó đã đưa vào ở đây chúng ta kích vào đây chúng ta chọn chạy lại phân bổ ở đây các bạn thấy là trong này đối với các cái tài khoản như tài khoản 627 thì nó chỉ còn có mỗi 130 đồng 130.000 là dư từ cái khoản tài khoản 6279 chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta cũng sẽ lấy cái cái số liệu cái này từ cái từ cái cái hệ số mà chúng ta đã thực hiện ở đây các bạn có thể thấy là hệ số nó đã được lấy vào cái tài khoản này và thường cái phần này thì chúng ta sẽ phân bổ vào cái công đoạn cuối cùng ở đây chúng ta sẽ thấy là chương trình đã thực hiện xong toàn bộ cái quá trình phân bổ cái chi phí trực tiếp <laughs> sau khi chúng ta phân bổ xong ấy, thì chúng ta sẽ vào bảng giá thành và chúng ta có thể in ra cái bảng giá thành này với cái số liệu của các bạn là tương đối chính xác nếu như các bạn À, ở ngay cái công đoạn đầu tiên các bạn đưa nguyên vật liệu vào đúng theo cái định mức của các bạn đã xây dựng thì chương trình sẽ tính ra cái giá thành của nó là tương đối chính xác. Các bạn thấy tất nhiên tuyệt đối thì không thể có được. Nhưng mà sau khi chúng ta tính xong công đoạn cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện là ấn F10 để áp giá. Sau khi chương trình áp giá xong chúng ta sẽ tính nốt cái giá trị trung bình. Ở đây cái phần này chúng ta tính là tính cho cái phần cuối cùng tức là cái phần từ 155 lên 632. Các bạn lưu ý là ở đây ấy, là cái phần sau khi cái thành phẩm nhập kho rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là à thành phẩm mình nhập kho rồi thì các bạn sẽ thấy là có một số các cái 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 cái, cái thành phẩm mà chúng ta sẽ nhập kho từ uh, nợ 155 và có 154. Vậy ở cái phát sinh 155 này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đưa lên 632 tương ứng với 790 triệu. Ở đây cơ bản là nó còn có cả cái 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 tồn kho đầu kỳ của thành phẩm. Thì cái tồn kho đầu kỳ của thành phẩm này nó cộng vào cái phát sinh trong kỳ là tăng chừng này. Nhưng các bạn lưu ý là ở cái tài khoản 154 thì các bạn thấy là nó sẽ còn dở dang là 286 triệu ở cả công đoạn khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là dở ra dư cuối kỳ của thành phẩm là 321 triệu tương ứng với số lượng sản phẩm nếu như mà chúng ta vào trong cái 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 phần uh, tổng hợp nhập tồn theo kho thì các bạn có thể xem. Thế ở đây thì các bạn sau khi các bạn thực hiện xong các cái bút toán về kết chuyển số liệu và phân bổ số liệu giá thành thì chúng ta sẽ thực hiện nốt các cái bút toán kết chuyển còn lại. Thì các bạn thấy là <laughs> à, chúng ta sẽ đánh dùng phiếu cách đánh dấu những cái bút toán còn lại chúng ta sẽ để lại cái bút toán lãi để chúng ta xem là dư trên 911 sẽ là bao nhiêu chúng ta kết chuyển xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là 287 triệu như vậy là các bạn ở trong này cái số liệu đã có sự thay đổi ở cái điểm là chúng ta À, đã thấy là có sự thay đổi là lúc nãy ta có tăng thêm cái giá thành vào là cái phần giá trị sản xuất và ở trong cái phiếu uh, xuất nguyên liệu là đã có sự thay đổi về số liệu về xuất nguyên liệu. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi chúng ta tăng thêm cái phần khấu hao này thì nó sẽ có sự thay đổi nhất định nào đó về cái giá trị. Tất nhiên là chênh lệch nó không lớn vì chúng ta thay đổi không nhiều. Chúng ta nhìn thấy là sau khi chúng ta kết chuyển xong thì cái số liệu này thì chúng ta sẽ thực hiện cái bút toán kết chuyển tự động. Ở đây kết chuyển nốt cái bút toán tự động cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái quá trình là à, phân bổ cái à, phân bổ và kết chuyển tất cả các cái báo các cái các cái phần giá thành rồi là phần xác định kết quả kinh doanh để chúng ta có một cái báo cáo cuối cùng. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta còn rất nhiều cái để chúng ta có thể kiểm tra, tức là trong quá trình làm của các bạn ấy thì các bạn nhìn thấy là ở trong cái bảng kê ví dụ như là cái phần xuất kho và kê phía xuất ở đây là chúng ta chọn xuất số 2 để là gọi là xuất bán nội bộ. Chúng ta chọn từ tháng đến tháng. Xuất nội bộ xuất số 4, chúng ta xuất nội số 4 là xuất xuất nội bộ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thế này. Ở đây tất cả những cái báo cáo này ấy, thì các bạn lưu ý là à, sẽ cho các bạn tất cả những cái phiếu xuất của các bạn trong kỳ. Các bạn có thể giả soát lại cái việc phiếu xuất kho của các bạn là bằng cách là các bạn vào cái phiếu xuất kho này. Cái này rất quan trọng khi các bạn xác định lại cái giá trị mà các bạn đã làm. Tức là ở trong này nó có cả cái phần công đoạn và cả cái phần à, sản phẩm. À, chúng ta sẽ kích chuột vào cái cột công đoạn chúng ta kéo lại ở cái cột đầu tiên này cái cột tên hàng ở bên cạnh này chúng ta đặt vào đây chúng ta đặt tiếp cái mã sản phẩm vào đây kéo cái cột cái này sau cái, cái cột này chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra toàn bộ cái chứng từ của chúng ta xem đã đúng chưa ở trong này chúng ta thấy là cái số lượng này so với cái số lượng của chính xác của mình là đã xuất ra cho đúng từng công đoạn và từng sản phẩm này chưa chúng ta kích vào nút tiếp theo để chúng ta xem là chúng ta à, cái chứng từ tiếp theo ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều chứng từ ví dụ như ở đây chúng ta xuất than đá vào công công đoạn đầu tiên và cái mã thành phẩm này đặc biệt chúng ta sẽ phải rất quan tâm đến cái vấn đề kiểm tra lại cái số liệu mà chúng ta xuất xem nó đã chính xác chưa thì trong cái quá trình tính giá thành ấy thì theo các bạn là các bạn nhìn thấy là cái tính giá thành của các bạn có những lúc là các bạn thấy là tại sao có những cái sản phẩm này nó lại uh, có cái giá cao như này thì các bạn lưu ý là nó xuất phát từ ngay cái cái việc đầu tiên là các bạn xuất cái cái cái, cái nguyên vật liệu đích danh cho từng sản phẩm là các bạn có thể xuất sai Tức là trong trường hợp đấy vì tất cả những cái cái phân bổ sau này nó đều căn cứ vào cái cái, cái số liệu đích danh của các bạn để nó phân bổ. Vậy khi các bạn làm ở đây á, thì các bạn sẽ thấy là có nếu như cái giá thành này nó phân bổ đều theo cái tỷ lệ nhất định. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là có cái cái gạch 10 lỗ này chẳng hạn. Hoặc là các bạn nhìn thấy là ở đây có hai cái loại gạch thành phẩm bốn lỗ và cái thành phẩm đặc này nó gần như là tương đương với nhau. Như vậy thì trong cái quá trình phân bổ giá thành các bạn thấy là ở ngay từ cái sản phẩm đầu tiên này là nó đã có giá trị là gần gần là tương đương. Nhưng mà đến sau cái phần cuối cùng ấy thì các bạn nhìn thấy là nó đã có là có, có sự ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy là 187 và 185 nó đã tương đương với nhau. Nhưng ở đây nó lại có cái có sự khác biệt là 175 và 157 174 Các bạn nhìn thấy là chính là cái phần đầu tiên của các bạn xuất đích danh cho từng sản phẩm ở Chúng ta trong quá trình cái tổng hợp số liệu thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải ý, chính xác cả cái phần khấu hao tài sản cố định <laughs> trong cái quá trình khai báo cái tài sản cố định cũng thế các bạn khai báo tăng ở trong cái tài sản cố định như cái cái trường hợp mà Chúng tôi nói các bạn là các bạn ở đây cái tài sản của các bạn là à, có 15 tỷ 880 à, cộng với à, cái số liệu này. À, số liệu cái phần này chúng tôi sẽ ghi riêng một cái video riêng để gửi cho các bạn sau. Chúng ta kết thúc cái việc à, tổng hợp số liệu ở đây.